Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ trên tay chiếc Galaxy A cuối cùng trong bộ 3A 2017, đó là A3, được bán ra với mức giá là 6,5 triệu đồng. Nhưng mà cái máy này thì Samsung họ chỉ bán online kể từ ngày 20 tháng 3 thôi, bán thông qua những cái website của các đại lý và một vài website thương mại điện tử. Chưa nói về máy thì có một cái điểm khá hấp dẫn, đó chính là cái cục đỏ đỏ mà mình đang cầm chung với con A3 từ nãy tới giờ. Cái loa Samsung Slim 2,1 triệu đồng. Nói chung là cái loa này cũng khá thú vị, nhỏ, gọn, rồi lại có chống nước IPX7 này, rồi có thể làm một cái cục pin dự phòng có dung lượng 2600mAh. Chắc là chúng ta sẽ soi kỹ hơn ở một cái video khác. Quay trở lại với A3 thì cái cách đóng hộp của nó cũng tương tự như là A5 hay là A7. Nhưng mà có một cái điểm khác, đó là củ sạc của nó thì không phải là củ sạc nhanh, và cái củ sạc này được làm nhám chứ không phải bóng bóng như là mọi khi nữa. Với A3 2017 thì chúng ta sẽ có một cái chiếc máy tầm trung nhưng mà mang thiết kế của dòng cao cấp với kính và kim loại. Độ hoàn thiện của nó khá tốt, cái mặt lưng phía sau thì được bo cong mềm mại, mịn màng, mang đến cái cảm giác cầm đầm tay và khá là thoải mái. Và quan trọng hơn là kích thước của con A3 này nó sẽ nhỏ hơn so với lại A5 hay là A7, cho nên là nó khắc phục được khá nhiều những cái điểm chưa tốt của hai thằng kia. Chẳng hạn như là việc những cái máy A2017 này thì cái mặt lưng của nó rất là trơn mịn, cho nên với cái kích thước của A5 hay là A7 thì nó mang đến cái cảm giác như là lúc nào nó cũng sẵn sàng tuột khỏi tay của mình. Nhưng mà với A3 thì khác, chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó bởi vì nó nằm gọn ở trong lòng bàn tay luôn. Một cái khác đó là về camera, không còn lòi, nhưng mà nhiều người vẫn chơi bởi vì họ cho rằng nó nhìn nhỏ và nó lạc lõng so với cái mặt lưng của A5 hay A7, nhưng với A3 thì nó nhìn cân đối hơn. Đó, nói chung là cái kích cỡ nhỏ hơn của con A3 này thì nó sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cái hay ho hơn. Nhưng mà cái con A3 này nó vẫn sẽ có những cái khuyết điểm về thiết kế rất là quen thuộc của Samsung. Chẳng hạn như là cái mặt lưng lấy vân tay rất là tốt, các thành phần cạnh dưới thì muôn đời vẫn lệch, loa thoại huyền thoại nữa này. Tuy nhiên, những cái chi tiết này nếu mà so với mức giá của A3 thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhất là khi mà cái chiếc máy bé bé xinh xinh này có cả chống nước IP68 này, cảm biến vân tay này và sử dụng chuẩn kết nối USB-C. Tóm lại thì so với hai cái chiếc A kia, mình lại thấy thích thiết kế của cái con A3 này hơn. Màn hình của A3 thì giảm độ phân giải xuống 720p thôi, nhưng mà với kích thước nhỏ hơn, chỉ có 4,7 inch thì cái chất lượng màn hình này vẫn khá ổn. Chỉ có điều là một số máy khác trong cái phân khúc này và có cả máy của Samsung luôn thì hầu như là đạt đến chuẩn Full HD hết rồi. Cái camera của con A3 này thì nó cũng giảm độ phân giải luôn, tức là chúng ta có 13 megapixel ở phía sau và 8 megapixel ở phía trước. Chất lượng camera sau khá ngon, độ chi tiết cao, nhất là khi mà chúng ta chụp đủ sáng. Các bạn có thể xem thêm những cái hình chụp. Đáng nói là cái camera selfie mặc dù là giảm độ phân giải, nhưng mà trong cái trải nghiệm của mình thì mình lại thấy nó tốt hơn nữa. Trước giờ thì mình vốn là không thích camera selfie của Samsung lắm, bởi vì tăng nét quá tai cho nên là bức ảnh của mình hay bị bệt. Nhưng mà với A2017 thì họ đã giảm cái khoản này đi, bớt lố rồi. Cho nên là những cái bức ảnh chụp của mình nó ít bị xử lý và nó chân thật hơn. Cụ thể là khi mà mình đem cái camera selfie của A3 so với lại A7 thì cái góc của con A3 nó lại còn rộng hơn và màu ảnh của nó chính xác hơn. Tiếc là mình không có cái chiếc A5 ở đây để mình so luôn một thể. Về hiệu năng thì đây là một cái điểm có vẻ là hơi đáng tiếc của A3 2017, bởi vì nó sẽ giảm xuống. Nó chỉ trang bị con chip Exynos 7870, RAM và bộ nhớ trong thì cũng giảm xuống luôn, nhưng mà may là chúng ta vẫn còn cái khe cắm thẻ nhớ. Với cấu hình như thế này thì hiệu năng của con A3 nó chỉ tương đương với lại Z7 2016, và thậm chí là nó kém Z7 RAM, một cái chiếc máy mà có giá thấp hơn một chút về khoảng RAM luôn. Nhưng mà theo mình thấy thì cái này nó cũng bình thường thôi, bởi vì theo truyền thống của Samsung thì đối với dòng A họ sẽ tập trung về thiết kế hơn. Còn về pin thì cái máy này nó chỉ có viên pin 2350 và không có sạc nhanh. Bù lại thì có một cái điều thú vị khác, đó là nó cũng được dùng Wi-Fi AC. Tóm lại thì về khoảng hiệu năng hay là pin của con này thì chắc là nó sẽ khiến cho nhiều bạn chưa hài lòng cho lắm so với cái mức giá hay là so với một vài đối thủ khác. Nhưng mà nếu như chúng ta xét về thiết kế, camera và đặc biệt là cái khả năng chống nước IP68 mà khó có chiếc máy chính hãng nào trong cái phân khúc này sở hữu, thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc máy cũng khá thu hút. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.